Xin kính chào quý bạn đã đến với channel của KMC. Chúng tôi là đơn vị chuyên bán buôn bán lẻ quần jean nam uy tín số 1 trên thị trường hiện nay. Và nếu như bạn đang tìm kiếm cho mình về những sản phẩm quần jean nam đẹp, chất lượng tốt thì các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh, bấm chuông để tiện cập nhật và theo dõi cho mình về những mẫu sản phẩm đẹp nhất, hot nhất, thịnh hành nhất từ KMC các bạn nha. Như các bạn đã biết thì chiếc quần bò jean nam màu đen luôn là một trong những cái sự lựa chọn vô cùng là hoàn hảo ở trong thời trang, bởi vì nó sẽ giúp cho các bạn dễ dàng phối mọi cái món đồ khác nhau và phối đồ cũng rất là đơn giản và dễ dàng. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu tới các bạn đó chính là một chiếc quần bò jean nam màu đen mài với form dáng là form dáng ống suông rộng. Sản phẩm của chúng ta thì sẽ được sử dụng chất liệu vải jean denim cao cấp nhất hiện nay. Với chất liệu này thì các bạn có thể thoải mái sử dụng, không lo bị hỏng và độ bền của vải jean denim rất là cao các bạn nhé. Nó có thể sử dụng đến 2 đến 3 năm mà màu sắc vẫn giữ được ý nguyên. Độ bền màu của vải jean denim thì phải nói là cực kỳ là đỉnh. Các bạn có thể xem qua, chất liệu vải cực kỳ là mượt mà, mịn màng. Ở phía đây thì chúng ta sẽ có những họa tiết, ví dụ như là phần nắp túi sẽ có những cái điểm cào như này, mài như này, giúp chiếc quần của chúng ta trở nên nổi bật hơn. Còn đường chỉ may ở trên này thì sẽ được sử dụng là chỉ dù màu đen, may cực kỳ là sắc nét cũng như là gọn gàng, tinh tế, chuẩn chỉ, không có sự chỉ thừa nào cả. Các bạn có thể xem qua, ở phía bên trên đây thì chúng ta cũng có một cái chiếc tắc da này, mà họa tiết ở trên tác gia họ làm rất là tốt các bạn nhé. Và đây chính là mặt trước sản phẩm của chúng ta, thì như các bạn có thể thấy rất là rõ, đó chính là chiếc quần của chúng ta nó có một màu là màu đen mài. Cái màu này hay còn có cách gọi khác là màu đen tiêu các bạn nhé. Vì cái phần mài thì nó sẽ được mài ở hai bên đùi cũng như là ở phần gấu quần đây. Nó sẽ có là mài rách ra một chút như thế này. Kiểu dáng thì là kiểu dáng trơn, rất là dễ mặc và rất là dễ phối đồ. Đó là một trong những cái ưu điểm rất là lớn ở trên sản phẩm này. Còn nói về tất cả những cái chi tiết, ví dụ như là đường chỉ may hay là những chiếc đinh tán ở đây, người ta làm cũng rất là đẹp. Các bạn có thể thấy là tất cả những chiếc tinh tán ở đây thì đều được sơn đen các bạn nhé. Và sơn này thì đều là sơn tĩnh điện cả 100%, nên là độ bền màu của nó thì cực kỳ cao. Còn ở phần túi phụ như thế này, chúng ta có một cái chiếc line. Cái chiếc line này thì nó cũng làm cho chiếc quần của chúng ta đẹp hơn thôi. Chất liệu vải jean denim này không hề co giãn bạn nhé. Và cái form dáng ống thì đã to sẵn ra rồi. Các bạn mặc thì vẫn là thoải mái, thoáng mát và dễ chịu. Đây là một trong những sản phẩm quần jean nam cao cấp với độ hoàn thiện chi tiết cao cũng như là độ bền cực kỳ là... Đây là một trong những chiếc quần bò jean nam đen mài được may bằng vải denim, là một trong những sản phẩm quần jean nam cao cấp mà bên mình mới tuyển chọn về. Nếu các bạn muốn sở hữu ngay cho mình một chiếc quần bò jean nam ống suông được sử dụng chất liệu vải jean denim mềm mượt, mịn màng, thì các bạn hãy liên hệ ngay tới KMC qua số điện thoại mà mình đã để ở bên phía dưới đây. Ngoài ra thì những thông tin khác của bên mình có để ở bên dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cũng như là xem hết video. Các bạn đừng quên ấn like và đăng ký kênh, bấm chuông để tiện cập nhật cũng như là theo dõi cho mình về những bộ sản phẩm mới nhất, đẹp nhất, hot nhất từ KMC các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại, và chúc các bạn một ngày bình an, may mắn,